Con câu này nó nuôi. Nuôi lâu rồi. Em lành đã mà. Các cục ngủ ngủ nha.
Đúng rồi, cố gắng lên em ơi. Thank you.
Bây giờ Hiền rảnh chưa lên làm bên đây mình lại làm chị với em chưa rảnh luôn à? Vi kim tảo biển hay là cái hay là vi? Vi. Vi à. Vi chắc chị không làm nữa gì. Nhìn ở ngoài hay là em nhìn ở trong đó bé? Chắc. Nhìn ngoài hay là nhìn trong điện thoại? Nhìn ở ngoài chiều. Hiền ơi, qua làm cho Trâm cái. Em đùi nước muối trước khi chạy nghe. Ờ, lau sơ ở mặt rồi.
Cố gắng nha. Cô gái này đau lắm đó. Hai phút rồi. Bên này xíu cho nên còn hơi mềm. Quay lưu lại xem. Quay lưu lại được đó. Ý là bóp lại.